Lời chim muông reo trong nắng, ai mang
1995-1999 trường cấp 2 năng khiếu Thanh Chương, 23 bạn ở Thanh Chương, 22 bạn ở Vinh, 24 bạn ở Hà Nội, hơn 30 bạn có mặt khắp mọi miền Tổ quốc. Và nhiều nhân vật đã đặt dấu chân của mình ở các cường quốc. Đó là những học sinh xuất sắc nhất toàn huyện một thời. Từ
hàng ngày còn là những cô bé, cậu bé được dìu dắt bởi những thầy cô tận tâm, đặc biệt. Nhưng khóa 1995-1999 không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, mà còn rất sành điệu với những xu thế thời trang, giải trí ngày đó. Bốn năm, đó là quãng thời gian đẹp nhất bên nhau, hồn nhiên, vô tư, trọn vẹn, đã gói ghém tất cả để tạo nên một thanh xuân rực rỡ. Và giờ đây, họ là những người phụ nữ dịu dàng nhưng cũng đầy cá tính. Họ là những người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng đầy yêu thương. Để mỗi lần gặp mặt luôn là sự sẻ chia, là những cuộc vui bất tận. Thế nhưng hạnh phúc đích thực đang được ươm giữ trong từng tổ ấm. Để các bạn hôm nay vẫn đang nỗ lực khẳng định mình đang thực sự cống hiến. Khát vọng cống hiến với từng người và ở từng vị trí khác nhau. Và tình bạn ấy vẫn luôn được ươm giữ chân thành, đoàn kết, để đó luôn là một thời và mãi mãi. Trường yêu với chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây tháng xưa rồi. Ngày nào chơi trường mặc thêm áo mới, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò nhiều năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thanh thang bạn thân kéo nhau về, buồn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây vẫn âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn mang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây tháng xưa rồi. Ngày nào trời chưa mặc thêm áo mới, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò nhiều năm trước đây,
dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Ngày hôm nay chợt nghe cũng thật hà, có nụ cười mọi hôm nghe náo nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mơ. Trường yêu với chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây tháng xưa rồi. Ngày nào trời chưa mặc thêm áo mới, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò nhiều năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, cứ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu với chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây tháng xưa rồi. Ngày nào trời chưa mặc thêm áo mới, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, cứ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu với chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây tháng xưa rồi. Ngày nào trời chưa mặc thêm áo mới, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, cứ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mình quá đi thôi. Như anh xin được gửi tới quý thầy cô, các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành. Xin được hân hoan chào mừng quý thầy cô, các bạn thân mến đã về với hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, khóa 1995-1999, cấp 2 năng khiếu Thanh Chương, 20 năm một thời và mãi mãi. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn thân mến, những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thanh thang bản thân kéo nhau về. Câu hát từ các bạn Hà Nội vượt hiền đã nói với chúng ta rất nhiều điều. Vâng, hôm nay tất cả đã về đây, dù có thể không được đủ đầy nhưng vẫn ngập tràn những hoài niệm. Đã 20 năm nhưng tất cả dường như vẫn vẹn nguyên trong mỗi chúng ta. Duy Anh còn nhớ cách đây khoảng 19 năm về trước, đã có một chương trình gần như là đầu tay của khóa 95-99, có một cuộc gặp gỡ. Và năm đó các cô cậu học trò chỉ mới hết lớp 10 thôi, đã quay về trường cũ và tổ chức một cuộc gặp mặt với thầy cô. Trang trí hôm đó là một cảnh vườn hồng treo trên bảng. Chương trình đó có tên là Một Thời và Mãi Mãi. Nhiều bạn trong chúng ta vẫn mong ước có một cuộc gặp lại như thế. Và điều ước đó đã trở thành hiện thực. Thật vui, thật xúc động hôm nay Một Thời và Mãi Mãi một lần nữa được tổ chức. Các bạn đang thiếu khóa 95-99 thân mến, vậy là đã 20 năm bốn phương trời gọi nhau trong tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin mình. Các bạn hãy để lại những lo toan tất bật của cuộc sống thường ngày để về đây với mái trường, với bạn bè và thật tuyệt vời khi bên cạnh chúng ta là những thầy cô kính yêu năm nào. Ngay giờ đây không có điều gì khác hơn, xin cho phép Duy Anh được gọi tên các thầy cô yêu quý và những bó hoa tươi thắm như những lời tri ân, những tấm chân tình sẽ được trao cho những người lái đò năm xưa trên dòng sông cấp 2 năng khiếu Thanh Chương 1995-1999. Thưa các bạn, một tràng pháo tay và những bó hoa tươi thắm chào đón sự có mặt của thầy giáo Nguyễn Tiến Tính, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Văn Tân, giáo viên môn văn. Để rồi mãi chia
cô giáo Lê Thị Quang, giáo viên môn vật lý. Cô giáo Ngô Thị Vĩnh, giáo viên môn hóa học. Cô giáo Vũ Thị Nương, giáo viên môn văn. Thầy giáo Nguyễn Văn Bảo, giáo viên môn tiếng Anh. Cô giáo Lê Thị Thúy Vân, giáo viên môn sinh học. Cô giáo Đinh Thị Từ, giáo viên môn toán. Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Hương, giáo viên môn địa lý. Và cô giáo Bùi Thị Hiên, giáo viên môn lịch sử. Thầy giáo Trần Đình Trung, giáo viên môn địa lý. Và chúng ta cũng dành tặng pháo tay đặc biệt chào đón các bạn thầy giáo đến đây là mọi người được tương tác việc. Cảm ơn chân thành nhất vì sự có mặt của các thầy cô trong ngày hôm nay. Xin các bạn một tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô. Trường xưa sau 20 năm đào tạo xa cách. Lời đầu tiên cho phép em được đại diện hơn 100 cựu học sinh của trường. Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới tất cả quý thầy cô và các bạn đồng khóa đã không ngại đường xa trở về hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Đồng thời, em xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường Công An Việt đã tạo mọi điều kiện để chúng em tổ chức được ngày hội khóa 20 năm ngày trở về như thế này. Thưa thầy cô kính yêu, thưa các bạn kính mến, biết nói gì đây lúc này, một cảm xúc vừa vui mừng, vừa lắng đọng, ngập tràn hạnh phúc cứ dào tâm trong lòng em. Và trong rất nhiều bạn đang ngồi dưới kia nữa, bởi tròn 20 năm trôi qua, chúng em mới được gặp lại cùng khuôn mặt thân quen của thầy cô và bạn bè. 20 năm và hôm nay, chúng em chính thức trở về, chúng em không khỏi ngỡ ngàng và rất đỗi tự hào trước sự đổi thay của nhà trường. Thưa thầy cô, thưa các bạn, từ mái trường năng khiếu thân yêu, chúng em đi nhận cánh chim tung cánh muôn phương đến khắp mọi miền đất nước. Có nhiều người thành đạt, có nhiều người đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tuy nhiên, cũng có một số người chưa có cuộc sống như ý, có người đang tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng hôm nay, bỏ lại tất cả những lo toan, những ưu tư của cuộc sống thường nhật, chúng ta đã trở về đây gặp lại nhau trong niềm vui hồi ngủ, trong những nụ cười giòn tan, trong những ánh mắt rưng rưng đong đầy cảm xúc. 20 năm, một khoảng thời gian tương đối dài, đó là 20 năm thanh xuân của mỗi cuộc đời con người. 20 năm rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè, 20 năm trôi qua nhẹ nhàng như một khoảnh khắc mà ta ngỡ mới ngày hôm qua đấy thôi. Chính trong thời khắc hồi ngộ đầy xúc động này, chúng ta hãy cùng nhớ lại, cùng tri ân và cùng vinh danh những thầy cô kính yêu đã dạy dỗ, dìu dắt chúng ta, đã gieo lên trong chúng ta tình yêu cuộc sống, đã thắp lên ngọn lửa của lòng đam mê, của niềm nhiệt huyết bất tận. Xin được cảm ơn thầy cô, những người đưa đò thầm lặng nhất, tận tụy nhất, kính yêu nhất của chúng em. Thưa các bạn, trong ngày hội khóa hôm nay cũng có một số thầy cô vì lý do sức khỏe và công việc nên không tham gia hội khóa với chúng ta được. Ban tổ chức đã trực tiếp liên lạc và kính gửi những lời chúc tốt đẹp, những tình cảm kính yêu nhất đến các thầy cô. Các bạn ạ, không trở về với hội khóa lần này cũng có người vì đã rời xa chúng ta mãi mãi.
Xin được dành những tình cảm yêu thương, lắng đọng, chân thành nhất như một nén tâm hương kính gửi tới người thầy và người bạn đã khuất của chúng ta. Các bạn đồng khóa thân mến, đúng như lời thơ trong bài thơ Triển Lãm đầu tiên của nhà thơ Hoàng Nhật Cầm đã viết: muốn hát bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu, bài hát đầu xin về trường cũ, một lớp học bâng khuâng màu xanh rụng, sân trường đêm rụng xuống cái bàn đêm. Trong giờ phút hồi ngộ đầy xúc động này, bạn và tôi hãy cùng lần nữa hồi tưởng lại những kỷ niệm ngọt ngào đáng yêu của tuổi học trò dưới mái trường thân yêu của chúng ta. Hồi tưởng và cảm thấy mình vẫn là những cô cậu học trò hồn nhiên vô tư tinh nghịch như ngày nào. Đồng thời trong giờ phút này chúng ta cùng chia sẻ đồng cảm vì một số bạn đã bận công việc không thể về hiện diện trong hội khóa lần này. Nhưng tôi mong rằng dù ở đâu, làm gì vẫn luôn hưởng về mái trường xưa, nhớ về thầy cô kính yêu và bạn bè thân mến. Chúng ta sẽ luôn tự hào là học sinh của trường cấp 2 Năng Khiếu Thanh Chương. Kính thưa thầy cô và các bạn, bản thân em còn nhiều tâm tư điều muốn nói tại bày với thầy cô và các bạn, tuy nhiên thời gian không cho phép. Một lần nữa em xin cảm ơn sự hiện diện của các thầy cô và các bạn trong ngày vui hùng hồ hôm nay. Kính chúc các thầy cô sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho ngày hội khóa của chúng ta thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn bạn Trần Hương. Những dòng cảm xúc có thể còn nhiều điều cần phải nói nữa. Tuy nhiên là chúng ta cũng vui vẻ chào mừng thầy giáo Lê Ngọc Tị cũng đã kịp về tham dự của chúng ta. Xin cả nhà dành một tràng pháo tay. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn, chúng ta vẫn nghe những cảm xúc của Thành Hương. Tuy nhiên không chỉ có thế, còn nhiều điều mà nhiều bạn vẫn còn muốn nói, muốn kể về thầy cô và những hoài niệm ngày xưa. Ngay giờ đây xin mời tất cả cùng hướng lên màn hình. Thầy cô nào cũng rất quan tâm đến các học sinh cho nên hầu như thầy cô nào mình cũng yêu quý và ấn tượng cả. Thầy Hạ dạy toán chắc là cũng là từ thầy thì mình sẽ cũng ban đầu là lo sợ, rồi ban đầu cũng ấy, xong đấy mình sẽ cố gắng học, cố gắng tiến, và sau đấy thì cũng có sự kèm cặp của thầy nên mình cũng có sự tiến bộ nhất định. Đây là thầy Tân, bên ngoài một cái vẻ suy xì nóng nảy, là bên trong tâm hồn lãng mạn bay bổng khi thầy giảng văn. Thầy Hà mình năm lớp 7 mình nhớ là tuần nào cũng bị gọi là thế nào được thầy xuống thăm nhà về là gặp phụ huynh. Thầy giáo dạy thể dục là thầy Phúc, vì các môn thể dục là thầy hãy nâng đỡ mình. Sợ nhất là cô giáo sử, đó là cô Hiến. Mỗi lần cô gọi lên bảng để mà trả chỉ nhà kiểm tra bài cũ thì rún lắm. Ở dưới là bắt đầu nhờ mọi người nhắc, nhưng mà nhiều lúc trả lời còn có sai luôn. Đột kích lên phòng của thầy Tịnh hiệu trưởng để xin thầy có cơ hội để học ở trường. Và điều tuyệt vời là cháu đỏ thì thầy đã xem xét và mình có thể trong danh sách với học sinh như đội nhóm đỏ. Mình chưa giờ có cơ hội được nói lời cảm ơn đối với thầy. Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều vì đã cho con cơ hội để học ở trường, được học với rất nhiều những thầy cô giáo tuyệt vời, và cũng như là vì thế mà con được có mặt ở đây hôm nay. Tấn dạy văn ấy, những cái phong cách giảng bài của thầy, những điều vuốt tóc của thầy, cái cách ôm cằm của thầy, nói chung là mình ấn tượng với hình ảnh của thầy á. Cố quán của mình được biết, bên trong giờ học có một tiết học mình muốn ngủ. Ngủ mà cố gọi đến nỗi cả bàn xung quanh mình ngồi mình dậy mà. Vừa không thích chào thầy Hà nên là thầy Hà đi sau lưng xe đạp, là bỏ chạy rung rung để khỏi phải chào thầy. Thầy hiệu trưởng thầy Tịnh, con đến lớp 8, lớp 9 nhận thường về thầy mới về thầy trúng vậy đi hết. Cô Quang đuổi học, hình như mình bị cái gì thì cô Quang đuổi học một tuần. Ra là cô ấy gặp mẹ ngoài chợ xong rồi mét mẹ, nhưng mẹ có biết mình bỏ học đâu, vẫn đi học bình thường. Xong rồi về làm cho một trận. Có những đợt là giải toán, như là những cái bài toán có khi là bài toán khó thì lại mình lại bản thân mình ấy lại làm được, còn người có khi những cái bài mọi người làm được thì mình liệu không làm được. Thầy Hà thấy nếu thấy nói mình là giống như kiểu khi thi thông minh đột xuất, còn có những khi thì lại ngu đột xuất. Có tổ, người có tổ thứ nhất là khi có chủ nhiệm của mình mấy năm ở Năng Khiếu, lên cấp 3 cũng là 3 năm được 3 nữa, và 2 nữa lại là hàng xóm của mình. Có những lúc mà thực sự nó nói mà giận lắm,
chưa đặt xe đạp chưa về tới nhà, nhưng mà cô về trước, cô dạy có 2-3 tiếng, cô về trước là ở nhà là biết chuyện rồi. Hân Linh hôm nay không đi học thêm hay như nào là biết rồi. Rồi để khi đến hiện tại giờ á, hay là mình ngẫm lại, mình nghĩ lại không bỏ bố á, thì có thể là mình nên người. Rất là cảm ơn cả thầy bố và đặc biệt là cô Tú. Đến nhà cô chủ nhiệm bố quá ấy, cô ấy kể chuyện là từ hồi đấy cô bảo là bây giờ chỉ định ấy, thì mình định lên, thì mình lên cố lại chỉ định, tức là chỉ bất kỳ ai để không như đấy, thì mình thấy là mình treo cố là mình cũng giả vờ đi lên. Lần mà mình đi thi học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử á, đến nhà cô Hiến cả đứa đạp xe đạp từ nhà đến trường, xong rồi từ trường là theo một bạn nữa đi cùng đến nhà cô Hiến để xem kết quả thi. Thế là cô nướng rồi lớp 6, lớp 7 nhà văn cố á, thì cùng khá gắn bó với cô và rất nhiều tình cảm với cô và gia đình. Cô Quang là người giống như người mẹ ở trường, người chỉ bảo rất nhiều và thương yêu học trò rất là tận tâm. Có thầy Bình, cô Tú, cô Nương, thầy Tình. Học thầy cô Mô cũng nhớ mãi, cô Quang, thầy Tấn, thầy Bình, thầy Bảo, thầy Tính, nhớ hết. Cô Mô cũng ấy là ấn tượng tốt cả. Các bạn thấy thế nào? Xin một tràng pháo tay nữa được không ạ? Vâng, rất xúc động. Và không chỉ có thế, bây giờ chúng ta sẽ muốn nghe nhiều hơn, muốn nói nhiều hơn. Và trong cách bây giờ thì anh sẽ đi đến một số thầy cô, một số bạn để chúng ta được lắng nghe, được kể lại và được cảm nhận nhiều hơn về những hoài niệm, những gì đã qua. Vâng, đầu tiên chúng ta dành một tràng pháo tay cho thầy Nguyễn Tiên Tịnh, Nguyên Hiệu trưởng Nhà Trường. Câu hỏi đầu tiên, nếu chỉ được nói một phút thôi, thầy muốn nói điều gì với chúng em? Thầy thấy rào rực lắm các em ơi. Trời đất, các em trí tuệ lắm. Đúng là học sinh đáng thiếu thời. Tạm lắm, 999. Các em biết 999 là cái gì không? Là cửu trung, là chín tầng mây. Thôi các em bắt đầu rác luôn. Trời đó các em đấy. Má vẫn thổ chín luôn. Tức là chín tầng mây, nghĩa là cửu trung. Các em phải vươn mài, vươn xa. Bây giờ là một câu hỏi tiếp dành cho thầy. Bọn em rất nhớ là chúng em được thầy dạy văn năm lớp 6, và thầy trong đó thì có ra một cái vế đối, em còn nhớ rõ. Đó là vế đối là Tết tới túng tiền tiêu, tôi tính toán toan tìm tay tìm Tết. Thầy có nhớ là chúng em đối lại như thế nào không? Và thầy có biết ai là người đối lại câu này không? Vì anh đưa thầy vào một trường hợp khó xử. Vì thầy 81 tuổi rồi. Xin lỗi cả em, xin lỗi cả như anh. Dạ, câu này 2 điểm. Cho lúc đãi 10 điểm, có thể 2 điểm. Vâng, nói thế thôi, vì anh hiểu, rất biết bởi vì thế nào. Người đưa đò thì gió một, nhưng khách qua đò thì nhiều. Cho nên là có thể không nhớ hết là một điều gì đó. Tất cả mọi người, các thầy cô ở đây không nhớ hết. Nhưng những điều đó được các bạn kể lại nằm trong tâm trí, trong tâm cảm của các em, chúng em. Và vì vậy, bây giờ em xin đọc lại cái vế đối. Bạn nào đối? Bạn nào đối giơ tay? Bạn nào đối câu này? Tôi sẽ không nói người đối, nhưng tôi sẽ nói đáp án. Và tôi biết câu chuyện này mà tôi nhớ mãi là vì thầy kể câu chuyện này ở một cuộc họp ở huyện, ủy ban nhân dân huyện, một cuộc họp về giáo dục. Chúng ta đã đối như thế này: Tết tới túng tiền tiêu, tôi tính toán toan tìm tay tử tế. Thì các bạn ở lớp 6 hồi đó thì cũng đã suy nghĩ rất đơn giản. Các bạn đối như thế này là Linh leo lên lưng lợn, le lợn, liếm lông lợn, liên lợn. Là chính xác, và tôi nhớ câu chuyện này là như vậy. Thầy, một câu cuối hỏi cuối cùng. Một ngày là thầy thì mãi mãi là thầy. Thầy chỉ dạy chúng em năm lớp 6 một năm thôi. Và nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Bây giờ thầy có thể cho chúng em một lời dạy nào đó, một vài câu thơ, một điều gì đó được không ạ? Khi thầy rời trường này, thầy đã dạy một bài cuối cùng, hai bài cuối cùng, một lớp ở Thảo Á, một lớp ở Tạm Bến. Có cái thơ là bài dạy cuối cùng. Từ cú ba giảng chiều nay, mùa xuân nho nhỏ bài này nửa thôi.
10 bộ sách góp cả đời tặng, ai ai biết, ai người nhận cho. Mấy chồng giáo án hồ sơ, mỗi trang một tiếc, mỗi tờ một thương. Suốt đời ngỡ ngẩn văn chương, bây giờ cơ chế thì trường ngu ngơ. Trong trường đấu đỏ điểm giờ, lơ mơ đang giấc ngủ trưa giật mình. Em ơi, thăm má đám ấy, rước má đi rồi thì trống chiêng vẫn cứ tùng tùng. Thầy cứ giật mình tưởng là trống trường, trống má cứ tưởng trống trường. Trời ơi, cứ nhập âm mạc. Trống má thì tưởng trống trường, trời ơi, nhớ mãi. Vâng, em cảm ơn thầy, cả nhà chàng cho thầy một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Vâng, rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với một cô giáo nữa. Vâng, chúng ta sẽ dành phần phỏng vấn tiếp theo cho cô nữa. Mời cô. Vâng, cả nhà chàng vỗ tay rất cho cô nữa được không ạ? Thưa cô, kỷ niệm nào cô nhớ nhất về khóa 95-99? Về kỷ niệm 25 trôi qua, có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà những kỷ niệm của các em gắn liền với lại là học và mái trường. Kỷ niệm về học trò khi giờ thể dục, chơi đá bóng thì cô nhớ về là em Lan, là thủ môn, bắt bóng bị trượt và ngồi khóc hu hu. Rồi nhớ về kỷ niệm chấm bài đề bài văn, đó là gì? Hãy tả trường em trong giờ ra chơi. Thì trường Giang đặt tả như thế này, vì lúc đó trong trường của chúng ta là một vườn keo. Vườn keo ấy vừa là nơi để xe, vừa là nơi bóng mát cho các em chơi trong những ngày nóng bức. Sân trường là đất, vì thế cho nên là bạn Trường Giang liên tưởng như thế này. Thứ nhất là trường là sân trường em không giờ ra chơi, những bóng buồn keo như là một ông vua khổng lồ, và những bóng trắng đi lại vật vờ như những bóng ma. Đó là bạn Trường Giang. Về Trường Giang thì cô cũng rất nhiều nhớ Trường Giang hát rất hay, và luôn luôn là giành là điểm cao về thi văn nghệ cho lớp. Bài mà Trường Giang hát để cô nhớ mãi đó là Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Và trong kỷ niệm của tuổi học trò thì người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Trong đó cô cũng nhớ về em Phúc. Trong những ngày rét buốt, có lẽ Phúc còn nhớ đó là gì? Là đốt bàn, ngồi là lấy chổi, cái chổi rành ấy, cuối lớp và đốt ở dưới tầm bàn. Rồi là bị thầy tính là gọi lên làm bàn kỷ niệm. Đó là một cái kỷ niệm về khóa mà cô không bao giờ quên được. Vâng, cảm ơn cô, rất tuyệt vời. Những kỷ niệm của cô kể đã có bạn sẽ kể lại cho chúng ta sẽ biết. Và bây giờ thì thực ra thì câu hỏi thứ hai là bạn nào thì cô ấn tượng nhất, thì bây giờ cô kể mấy bạn rồi. Thì bây giờ xin cô là cô nói đúng một bạn mà cô ấn tượng nhất để khóa chúng em, không phải em. Em là chắc chắn rồi. Về khóa của các em mà ấn tượng nhiều nhất thì có nhiều ấn tượng lắm. Nhưng mà một trong những cái ấn tượng mà sâu đậm nhất đó là bạn Hoài Thương. Vâng. Cảm ơn cô, một câu hỏi rất tuyệt, một câu trả lời rất tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã biết được thêm được nhiều điều, và vô tình cô lại đi đúng cái kịch bản của em, đó là ngay sau đây em sẽ phỏng vấn bạn Hoài Thương. Cảm ơn cô. Và nhà dành cho cô Nương một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Chào Hoài Thương. Bạn nhớ nhất là thầy giáo nào? Nhớ nhất là thầy Vinh. Thầy Vinh đã đưa đại toán thầy cũng bồi dưỡng học sinh giỏi mình. Chương trình này giống như được ủng hộ sao, bởi vì đáng là nhanh ý được, và chúng ta chào mừng chúng học thầy học của mình đây. Cảm ơn bạn Hải Thương. Một câu hỏi tiếp theo là một học trò rất là xuất sắc thời đó, một thần tượng của nhiều bạn nam và nữ, vậy có lần nào bạn làm cho thầy hay cô buồn hay chưa? Tôi thế hỏi một câu cuối cùng rất thật, học giỏi như thế đã lần kiểm tra nào bạn giờ mở sổ sách chưa? Không
chúng ta sẽ đến với một bạn nam tiếp theo, đó là bạn Lũ Anh Đức. Mời bạn đây đây. Chào bạn Lũ Đức, là một ngôi sao về học tập thời đó, bạn có còn nhớ chúng ta có mấy thằng đẳng thức đáng nhớ? Bạn nhớ anh nhắc lại câu hỏi. Bạn có nhớ chúng ta có mấy thằng đẳng thức đáng nhớ hay không? Hàng đẳng thức không? Bây giờ hàng đẳng thức còn quên. Không trả lời nhá, sai bị phạt đấy. Rồi, có bạn nào nhớ không ạ? Rồi bạn có quý ạ, bạn có thể đọc được một hàng đẳng thức nhé. Có 7 hàng đẳng thức thì bạn có thể đọc một được không ạ? Hàng đẳng thức hiện tại. Dạ, kính thưa các thầy, các chúng em rất chu đáo. Vâng, chữ thầy đáp trả cho thầy rồi. Vâng, xin cả nhà dành cho ta. Còn một câu hỏi nữa này cho bạn Vũ Đức. Ngày xưa bạn rất giỏi toán, đúng không ạ? Cả nhà công nhận không? Vậy bạn có thích hoài thương thật không? Bạn đọc lại câu hỏi không ạ? Câu hỏi tại vì đó, thế nó mới là tơ mà. Nếu tôi hỏi là bạn giỏi toán không, bạn tính một và một là mấy thì đâu hỏi bạn mà. Chứ là tôi rất thích toán. Bạn thích toán, yêu em phải yêu luôn con chó của em, thích toán. Bạn thương cũng giỏi toán và thích toán. Chúng ta thi ra theo tính chất bắt đầu. Kết luận, ngày xưa Vũ Đức có thích hoài thương. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và chúng ta sẽ trở lại với chương trình phỏng vấn lần sau. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn, chúng ta đã có một vài giây phút cũng rất là vui vẻ. Ngay giờ đây, thật tuyệt vời khi chúng ta lại ngồi lại bên nhau để nói, để chia sẻ với nhau biết ba điều. Chúng ta lại đến với những mong muốn trong ngày trở về với ca khúc Ngồi Lại Bên Nhau. Và xin thầy cô, xin các bạn dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt chào đón Team Hà Nội với ca khúc Ngồi Lại Bên Nhau. Lại cho nhau hơi ấm bạn bè, ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng ai tiếng hát thiết tha trong lòng và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muôn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Ngồi lại bên nhau thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muôn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau.
lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Vâng, xin cảm ơn đội hình Hà Nội và team Hà Nội. Xin cả nhà một tràng pháo tay nữa cho đội hình Hà Nội được không ạ? Kính thưa thầy cô yêu quý và các bạn thân mến, kỷ niệm thì chỉ có một và không có gì phải hối tiếc. Đã có một bạn trả lời duyên như vậy ngay trước hội khóa. Và không chỉ có thế, còn nhiều điều còn vẹn nguyên trong trí nhớ của các bạn. Những kỷ niệm về nhau, về mái trường. Để hôm nay khi ngồi lại bên nhau, chúng ta cùng nhớ về và chia sẻ. Ngay bây giờ mời tất cả mọi người cùng hướng mắt về màn hình. Đập bàn và hát không thể quên được luôn. Năm lớp 8 mang gương ra soi ở trong lớp. Cầm chổi đánh qua bàn trường giảng. Đập bì của lớp A và lớp B thôi. Mình thì bàn trường giảng có trêu nhau, thì xong rồi hai bàn có lời qua tiếng lại có cài nhau rồi. Thì như mình có đánh trường giảng. Liên, vì hồi nhớ là hồi đi học bạn Liên có đập mình và đánh mình một phát vào bụng. Bạn vẫn bị mất chức lớp trường. Thế là mình thấy vui quá, thêm một phát đấy. Thế là mình vô tay âm ở trong lớp. Cứ mỗi lần mà thầy cô ra đến sổ đô ba thì ở giữa rất là căng thẳng. Mong rằng mình không rơi vào cái tên được cô gọi lên bảng. Giao lưu bóng đá nữ với nhau. Lớp mình thua, các bạn ôm nhau khóc. Tập thể của mình là một tập thể đoàn kết. Kể cả ta cũng cảm giác là rất an tâm. Chắc là toán. Môn văn là môn sử. Sở học văn nhất. Sở môn văn tiếng Anh. Sở nhất là môn văn. Tiếng Anh mình muốn thể dục nhất. Tất cả các môn tự nhiên đều sở. Không thích môn học nào cả. Không thích học môn nào cả. Toán thì hóa sinh. Môn sử. Là môn sử. Môn vật lý. Môn văn là môn toán lớn. Đức chướng. Gọi là đức chướng. Duy Anh là người có kỹ năng xã hội tốt và bạn cũng là người trong đầu rất nhiều về phong trào và nhiều về hoạt động ở trường. Nhớ bạn đồng nhá. Bạn vẫn môi lên bạn vẫn hài bạn ta nói do nhiều cái lắm bạn ta đang trả thôi. Bình thường về bạn vẫn nhất. Một số bạn mà hay đánh bạn trả như bạn Liên chẳng hạn, bạn vẫn tươi chẳng hạn. Ngô Anh Đức. Dùng vịt này, dùng teo, dùng nấm để là vậy đang dùng con vậy đang. Hoàng Lan đi. Chính. Cả Ngọc Kiến ấy. Kiến là vừa thông minh, học giỏi. Chẳng rồi, tỏ hay dùng ví. Cầm đấy, Lán đấy. Ngọc, Thớm, Hướng, Hăng. Để đúng nhắc đến Hoài Thường nhưng mà cũng phải nhắc bởi vì ấn tượng nhất vẫn là bạn Hoài Thường. Vinh Giang. Thầy kế, bạn ấy cơ tình bạn cửa điểm của mình. Tân Hước, Đình Chù, Trung Phước, Trung Việt. Nhiều bạn lắm. Mà thôi, xin chân giả. Nó có ai đó. Thế nhưng mình nhận được sự vào tiền có lẽ không biết là chắc có chứ không dám gửi sao. Các bạn chỉ biết học thôi, thế. Thôi nữa chắc có lẽ sống quá. Chỉ thích đơn cướm không dám thổ lộ. Bây giờ thì muộn.
chơi thân với nhiều người hơn, nghịch nhiều hơn, chơi nhiều hơn. Em sẽ chơi hòa đồng hơn là mọi người. Dũng cảm để thổ lộ với một vài bạn hơn. Thầy học tốt hơn. Em vẫn đi đâu con đường em là chọn. Mình nói đủ các bạn học. Hòa đồng với tất cả mọi người hơn một khoảng thời gian hai năm. Và kỷ niệm thì chỉ có một lần thôi. Thì mình đến thầy hồi kết điều gì hết. Tâm đồng viên chia sẻ với Hà để Hà có thêm niềm tin vào cuộc sống. Hà kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, chúc các bạn luôn thành đạt và hạnh phúc. Mình muốn cảm ơn đến những cái nhóm bạn đã hỗ trợ mình trong cái thời gian học cấp 2 để mình có thể vượt lên được những cái giai đoạn khó khăn xa nhà. Nhưng mà tình cảm nhất là vẫn gặp được cái bạn bè mà lớp mình. Chúc sức khỏe tới thầy cô và bạn bè. Mong mọi người có một buổi quà vui vẻ và tràn đầy kỷ niệm. Các bạn thì luôn luôn trẻ đẹp và thành công hơn nữa. Cảm ơn các thầy cô là nói chung là có công video giáo dục. Cảm thầy cô là sức khỏe tốt, luôn là vui vẻ hạnh phúc. Chúc các bạn luôn luôn thành công. Xin chúc cảm ơn thầy cô và chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và mọi điều tốt đẹp. Còn chúc các bạn ngày càng thành công hơn nữa. Hay là mình nói thì là chúc tất cả anh em bạn bè trong khóa là sức khỏe, hạnh phúc. Làm cho trường đáng buồn, mình xin lỗi. Mình chúc thầy cô nhiều sức khỏe và có những thầy cô đang công tác thì công tác thật tốt, và những thầy cô đã nghỉ hưu thì có một cái khoảng thời gian an nhàn vui vẻ bên con cháu. Không có thể về gặp được anh em bạn bè được, thì hy vọng rằng là cái dịp hồi khóa sau thì sẽ cố gắng sắp xếp để về gặp lại bạn bè của anh em. Chúc các thầy cô có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc tất cả các bạn khóa 95-99 của trường Năng Khiếu sẽ thật hạnh phúc và thành công. Chúc cho hồi khóa của chúng ta thành công tốt đẹp. Ba tiếng những điều giải bày của các bạn để Duy Anh cắt lại chỉ còn khoảng 5 phút vừa rồi. Vâng, nói thế không phải kể không, nhưng mà nghe nhiều bạn mà không biết được nhiều bí mật nữa thì những cái thông tin bí mật nữa thì sẽ được tiết lộ ở Facebook group của chúng ta. Còn đấy thì vì theo thời gian nên có thể đưa được 3 tiếng, nếu 3 tiếng thì chắc là tuần sau thì chúng ta mới xong được. Tuy nhiên chúng ta lại trở lại với tiết mục với phần phỏng vấn. Cả nhà dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng bước sang phần chia sẻ. Và chúng ta sẽ đến với cô Quang. Các nhà nào, cô Quang cố lên, cô Quang cố lên, cô Quang cố lên. Cái này lại tưởng là hội khóa mồm non. Không sao cả cô ạ. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, điều cô nhớ nhất về khóa chúng em là gì? Thưa cô. Điều cô nhớ nhất về khóa chúng em các em là các em thông minh học giỏi, nhưng các em rất là hay nghịch. Mà người nghịch nhất của lớp thì nào đó là em Hoàng Văn Quý. Vâng, Quý đâu, giơ tay lên. Vâng, bạn làm cô nhớ nhất vì bạn là người nghịch nhất. Thưa cô, hôm nay Duy Anh có phần việc của mình rất là nhẹ nhàng, bởi vì mình hỏi là ngày xưa cái học sinh nào là nghịch nhất thì cô tự trả lời luôn rồi. Vâng, mọi thứ dường như chúng ta có một điều gì đó được ủng hộ, mọi thứ nó cũng theo kịp. Em tôi nhớ tôi chính Quý á là học giỏi, chính là một thì em rất là thông minh, tính rất nhanh. Nhưng mà con gái ba quý đó mình mấy năm mà nó kiểu chỉ đến năm lớp chín mấy là được tiên tiến đấy. Năm giờ là cố nói thì tỉnh thầy ơi, thầy đừng cố gắng của mặt đi nửa nắm có thầy em đã tội. Tiên tiến nó bởi vì nghịch quá. Nên là thầy cậu ông là Hải Hồ Phương đi này. Cậu hôm nay mai ngắt tao lại gắt luôn. Thầy nói thầy đẹp. Vâng, cảm ơn cô. Có lẽ cả nhà dành cho cô một tràng pháo tay. Vâng, có hai câu hỏi mà cô làm luôn rồi. Cô 10 điểm. Lần này 2 điểm 10. Vâng, 2 điểm 10. Cả nhà dành cho cô 2 điểm 10. Cô vẫn còn phải cho hai bằng tin lời là bởi vì mỗi
câu là 10 địa điểm, hai câu phải hai điểm 10. Dạ. Con xin lỗi cô. Con là người các em mà thì thực tế là các thầy cô nên hiểu là các em luôn trong trái tim của các thầy cô. Và các thầy cô cũng khi đi này cũng bây giờ coi các em như là con của mình. Nha. Vâng, cảm ơn cô. Tiền thể có bạn quý ở đây cũng phỏng vấn trong chương trình là cũng phỏng vấn bạn luôn. Bạn trả lời cho mọi người được biết, cô vừa nhắc rồi nhưng mà bạn nói rõ hơn về cái kỷ niệm làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của bạn đến bây giờ. Cảm ơn cô. Nhờ với em có lời tổng đẹp cho em. Mình xin kể lại cái câu chuyện mà cô vừa nhắc, đấy là năm lớp 9 thì thầy hiệu trưởng của mình rất là nghiêm về việc bảo vệ cái cảnh môi trường xung quanh lớp học. Nhưng hồi đấy con nhỏ quá cho nên bọn em chưa ý thức được. Nên những đầu ngày cuối năm của lớp 9 thì những cuộc giao dịch đầu hè này phường hồi đấy nở rất là đẹp. Thì em có treo lên cây với hải mấy cánh phường để vào tặng các bạn. Thầy đúng lúc đó thầy hiệu trưởng đi qua và thầy nhắc nhở và thầy yêu cầu kỷ luật. Thì sau đấy mình có bị hình thức kỷ luật là hình như cắt tiên tiến hay là hà tiên tiến gì đấy và không được kết nạp đoàn. Đấy, hiện nay bây giờ mình vẫn đang là đổi viên. Rồi, và hôm nay là vi phạm quy tắc đổi viên là không quàng khăn quàng đỏ. Cả nhà nghe cho bạn cái. Cảm ơn bạn quý rất nhiều. Thầy bình tĩnh nhiều. Anh em được trẻ mãi bây giờ vẫn là đổi viên. Thầy hỏi tất cả các em. Các em quý có cái việc của thầy đúng với sai. Dạ, ở đây không ai nói sai hết thầy ơi. Cả nhà nhanh cho thầy một cú một tràng vào tay được không? Thì kể lại kỷ niệm thôi, con bây giờ lớn lên thì em ý thức được cái việc đấy là rất đúng. Một cái lần đến mang kể cây bạch canh thì khoảng 10 bao thì trường viên rất là... Thằng này, mày vẫn như chưa. 2 điểm 10. Bây giờ là rất phù hợp trong thời gian này. Chưa rồi. Bây giờ về môi trường là để thấy là bị tu đó. Thưa các bạn, là câu chuyện đó nó còn chưa hết, bởi vì là sau đó một năm chúng ta trở lại trường và vẫn cành phượng đó mà vẫn là hình là nó thôi mẹ. Lúc này tôi vô cao, tôi ra khỏi trường rồi, tôi lại bẻ và tôi treo là ở trên bảng của chương trình một thời và mãi mãi cách đây 19 năm như tôi đã nói lúc đầu. Và lúc đó thì thầy lại rất khen. Cả nhà có nhớ không ạ? Bởi vì thầy nghĩ là mình mang phường ở nơi khác hết. Đúng rồi. Thầy biết là mình bẻ trường. Đúng, khi đó là thầy về hưu rồi. Lúc đó là thầy thi đã hiệu trưởng. Cho nên lúc đó không phải có thầy nữa, thầy vẫn khen. Thầy mới khen. Cả nhà xin một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Và chúng ta đến với thầy Tân. Có bạn cũng đã nói mà ngay bản thân em và trong cảm nhận của nhiều người thì những bài giảng của thầy có thể nói là đầy nhiệt huyết. Những điều thầy kể cho chúng em có lẽ còn nhiều hơn thế. Em còn nhớ thầy kể về kép tư bền, về nhận xét những bài hát thế nào là hay, sống thế nào là ý nghĩa, những điều không có trong giáo án. Vậy em xin hỏi thầy, có bao giờ thầy chán giáo án? Cũng có lúc chán. Đúng rồi. Bởi vì giáo án có thoáng nãy cũng ít được những giáo án hoàn thiện. Dạ. Giáo án hoàn thiện một cái giờ rất là khó. Dạ. Cùng những một cái giờ dài mà đại thành công. Xin cảm ơn thầy. Những điều mà chúng ta thầy nói là rất tâm huyết và nhiều bạn, và ngay cả trong Duy Anh cũng vậy, đọc lại những cái giờ giảng có thể nói là rất rất nhiệt huyết của thầy. Xin cả nhà dành cho thầy một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Các bạn nhớ thầy Tân nhất là điều gì ạ? Có bạn bảo là những cục bơ. Cũng có thể có. Vâng. Thưa thầy, học sinh nào khóa bọn em thầy nhớ nhất? Anh thấy hoàn cảnh. Đây là ngày lý anh Bình. Rồi, cảm ơn thầy. Bạn Thanh, bạn Bình ạ. Bạn Thanh, bạn Bình và bạn Thanh Bình. Hai bạn có thể lại và ôm thầy. Chúng ta có những khoảnh khắc, những giây phút gặp gỡ thật là tuyệt vời. Xin cả nhà một tràng pháo tay ạ. Xin cảm ơn thầy. Đơn tư phần. Rồi. Vâng, rất tuyệt vời. Cảm ơn thầy rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một bạn gái, đó là bạn ngay cạnh thầy luôn, bạn Vân Anh. Được không? Vâng, cả nhà dành cho Vân Anh một tràng vỗ tay để cho Vân Anh trả lời câu hỏi. Cảm ơn thầy rất nhiều. Hello. Bạn Vân Anh,
Vân Anh thân mến, nếu như Hoài Thương Anh, Đức Trung Kiên rồi một số bạn nữ xung quanh vân vân là những cây tự nhiên thì bạn là một cái cây xã hội rất là đáng nể. Giờ đây bạn lại tiếp tục là người đưa đò như các thầy cô ở đây. Bạn muốn nói điều gì với thầy cô mình? Kính thưa tất cả các thầy cô, thưa tất cả các bạn khóa 95-99, thật sự là bất ngờ và xúc động vì mình không nghĩ là mình cũng sẽ được phỏng vấn. Nhưng sự bất ngờ lại có sự chân thật. Thì trong ngày vui ngồi ngủ hôm nay, điều thứ nhất là thay mặt cho các bạn trong khóa, chúng em chân thành cảm ơn. Chân thành cảm ơn tất cả các thầy, các cô đã có mặt trong ngày hội hôm nay. Đó là một niềm vui lớn, niềm vinh dự lớn. Sau 20 năm, chúng em trở về trong vòng tay yêu thương của tất cả các thầy, các cô, giống như những người cha, người mẹ đón các con trở về ngôi nhà thương của mình. Thật sự là xúc động. Và không chỉ riêng mình em, mà hầu như tất cả các bạn khóa 95-99 hôm nay trở về đều mang trong mình một tâm thế rất là hồi hộp, hào hức chờ đợi, và cái thời gian chờ đợi đó đến hôm nay cũng đã đến. Và trở về hôm nay, thay mặt cho tất cả các bạn, chúng em gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả các thầy, các cô đã dìu dắt chúng em từ khóa 95 đến 99, đã dạy dỗ chúng em, đã trao gửi cho chúng em để chúng em hôm nay trở về lại một lần nữa với những cái bắt tay, những cái ôm, những nụ cười rất là gần gũi, rất là tình cảm. Và chúng em dường như được sống lại thời gian cách đây 20 năm. Và em cũng vinh dự được là một trong những bạn tiếp nối con đường mà các thầy cô đã đi. Và hôm nay chúng em cũng đã trở thành những người đưa đò. Và thực sự có thể nói là chưa cảm nhận hết được, nhưng chúng em cũng đã bắt đầu cảm nhận được cảm xúc, tâm trạng của những người đưa đò khi lại trở về, chào đón trở về những chuyến đò mà mình đã từng đi qua. Và cuối cùng, thay mặt cho tất cả các bạn, chúng em mong thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn dõi theo những đứa con yêu thương của mình, dù ở đâu, dù ở bất kỳ phương cương vị nào, thì thầy cô vẫn mãi 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 luôn trong tâm khảo của tất cả chúng em. Giống như hôm nay chúng em lại trở về với chủ đề một thời và mãi mãi. Và trong một thời và mãi mãi đó có tất cả các thầy, các cô, những người mẹ, người cha thân thương của chúng em. Cô giáo đứng trên lục bảng thì cũng không run, nhưng mà Vân Anh thì bây giờ cũng đang rất run, chắc là rất xúc động. Vân Anh ạ, một câu hỏi để xả cái run đây đi. Ngày xưa bạn có ấn tượng bạn trai nào không? Ta chuyển chủ đề một tí. Dạ, em chân thành cảm ơn thầy Bảo đã gửi cho em. Thầy nói là hồi xưa chưa biết yêu, và đúng thật. Biết yêu thì chưa biết, nhưng nói thật ra là có thích. Đó, có phải thế. Chứ không phải như con Hướng dạy thi muộn. Và hôm nay là dịp có thể nói là chúng ta trở về với nhau trong một ngôi nhà. Và chuyện này là em cũng hy vọng các thầy, các cô và các bạn xem đây là chuyện trong nhà chúng ta. Thì em nói thật thì cũng giữ gìn cho em. Nếu bất cứ... Vâng, có tay cho bạn hôm nay được không ạ? Trong giây phút này đây, thật thật thà. Nếu như có bất ngờ gặp những người không phải là trong ngôi nhà hôm nay thì cũng đừng có nói ra. Yên tâm. Và đặc biệt ở đây là mình lưu ý là bạn Sơn cùng cơ quan với Sơn à, không để mọi người chờ lâu. Thì hôm em cũng trả lời thật là trong 4 năm cấp 2 em có thích một bạn nam. Em ngưỡng mộ vì sự học giỏi, vì sự hiền lành của bạn, và em thích điều đó. Và hôm nay lại vinh dự em để được ngồi gần với bạn. À, rồi mình làm hôm nay chương trình như thế nào ấy, mình người tiếp theo là Thanh Bình, có thể nó cứ tự chương trình nó tự diễn ra vậy thôi. Cảm ơn cả nhà, và hãy giữ hộ bí mật.
nhà cũng rồi, yên tâm. Cộng đồng Facebook chúng ta không nói ra điều này, chỉ share thôi, không nói. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn Vân Anh rất nhiều và chúng ta dành một tràng pháo tay cho bạn Vân Anh ạ. Sớm nhớ nhá, bình luận nhá. Rồi, bạn Bình đứng dậy. Vậy thì cũng ngược lại với câu hỏi của bạn Vân Anh, thì hồi đó bạn chơi thân nhất với ai? Thực ra thì hồi cấp 3 thì lớp 7. Cấp 2 thì lớp 7 mình mới xuống cho nước khiếu. Mình nhớ là cấp 7 là chơi thân nhất với bạn Hải Lý và bạn Vân. Còn đến lớp 8, lớp 9 thì có lẽ là ít chơi, nhưng mà có lẽ chơi nhiều nhất cùng thân là bạn Nặng Thanh hơn. Rồi các bạn ở đâu là ôm nhau đi, có gì đâu. Có gì đâu ngầm mà ngại với anh em lớp mình cả mà. Đây. Chị em nó đẻ rồi nó quên hết đấy ơi. Bình ơi, chia buồn với bạn Bình ơi. Rồi, cảm ơn Bình rất nhiều. Và có một câu hỏi nữa là, vâng, mọi nhiều người rất là ngưỡng mộ bạn, bạn hôm nay đã nói rồi. Vậy thì bạn có nhớ lời dạy hay một lời động viên nào của thầy cô của chúng ta, của một ai đó hay không? Có lẽ là không phải là lời dạy, mà mình nhớ nhất là một cái kỷ niệm. Hồi đấy là một cái sự động viên rất là lớn với mình. Nhớ hồi đấy mình học lớp 9, học lớp của cô Quang chủ nhiệm. Thời điểm mùa đông thì mình cũng mặc áo ấm nhưng mà không đủ ấm. Thế người cũng cơ bản là tìm ra hết cả. Và đến buổi trưa thì cô dẫn mình ra chợ mình ra. Cô mua một cái áo len rất là ấm. Em vẫn nhớ mãi, và em vẫn giữ mãi cái áo len này. Cho đến bây giờ cái kỷ niệm này không là cái động lực cho em, không bao giờ quên. Vâng, rất tuyệt vời, xin cả nhà một tràng pháo tay nữa trong giây phút xúc động này. Bình thì họ vẫn kẹo cho cô ấy. Bây giờ làm sao cô để thi như thế này? Hả con này cả lớp chung nhau mỗi người một ít. Rồi thì góp lại đứa cô nó ủy Bình nữa. Cô bị Bình đi mua một chỉ đầu cô lén. Đứa Bình ra ngoài thi giá. Mua cho Bình kẹo lén. Cô vẫn nhớ mà cái kỷ niệm xưa, nhưng mà phải nói cô khâm phục ở Bình chính là cái sự cố gắng. Gia đình như thế mà cố gắng, bây giờ em thanh đạt như thế là cố rất cẩn thận. Vâng, rất tuyệt vời. Thưa các bạn, là dành một tràng pháo tay cho bạn Bình, vì bạn Bình bây giờ là công dân quốc tế rồi. Chúng ta sẽ đến với cô Vân. Xin cả nhà dành một tràng pháo tay để chúng ta đến với cô Vân. Trước hết là cho Duyên nói về một kỷ niệm rất là nhân văn. Cái điều này thì Duyên vẫn nhớ mãi, đó là việc chúng ta lớp 9 thì các bạn nữ bước vào tuổi dậy thì có những biến đổi về sinh lý, về cơ thể. Mà cô Vân thì cô nói là các bạn nữ cô dành cho một tuổi nào đấy để cô nói điều đó. Điều đó thực ra của bạn có các bạn nữ thôi. Nhưng mà thực tế là Duyên suy nghĩ rằng sau này nghĩ lại đó một điều gì đó rất nhân văn. Và xin cả nhà dành một tràng pháo tay cho điều đó. Không biết các bạn cũng làm đấy hay không? Và xin cảm ơn cô. Và điều gì làm cô có cái ý tưởng? Rất là nhiều lúc hạnh phúc và cũng có những cái nỗi niềm, nhưng mà có thể những cái giờ của mình gặp lại học sinh cũ như thế này, cả cô đã được ba bốn lần gặp lại cả cái buổi thoại này, và những lần như thế thì rõ ràng đấy là lần cả cái em cũng gặp thêm được cái niềm hạnh phúc trong cuộc đời của cả thầy cô. Là người giáo viên thì ai người cũng hạnh phúc nhất là khi được gặp lại học sinh cũ, và đặc biệt là nhìn thấy các em trưởng thành và cố lớn. Còn là tiếp theo cô sẽ trả lời câu hỏi của anh. Thì khi chuyên môn thì của cô là chuyên môn sinh thì cùng lớp với các em một tuần có thể có phát hành tiết, cho nên đâu đó là cái lạc của hạt tự nhiên thì một số học sinh đã cố là lạc quên. Quên nhớ ứng khuôn mặt, nhưng cái đấy nó thường nên quên, cho các em thì nhớ nhiều hơn. Còn riêng cái chuyện của hỏi đến thì con gái ở cái tuổi đấy thì là không thể nói về các bạn nam được, thì điều đó là điều rất là nhận, và cho đến bây giờ cũng không thể nói được về các em, chỉ trừ những cái em không chuyên môn được thôi. Như thế. Còn thì anh có hỏi gì có vấn đề này? Vâng, xin cảm ơn các cô đồng này. Thưa cô, việc đó là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ, và tôi nghĩ là các bạn nữ hãy nhớ điều đó để sau này còn những điều khác nữa.
Thưa cô, là chủ nhiệm của lớp 9B và đặc biệt là chúng ta ở đó, ở giai đoạn đó có một sự kiện là sự kiện tách lớp, sắp lớp theo ABC, tức là theo chủ trương rằng là không bỏ thứ tự lớp chọn. Vậy thì trong cái giai đoạn tách lớp đó, trong những ngày đó thì cô nhớ nhất là điều gì? Cô thì cô có hai điều ở câu hỏi này rất là nhớ. Như kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm và về lớp A thì rất là tinh nghịch. Đấy, cho nên là cô nhớ là về thi chuyên môn của cô là nắm đó là cái nắm có thể nói là môn sinh học được là đổi mới và có cái bộ thực hành rất là mới, đó là cái bổ sung người để lắp đặt và cái đóng sinh thì dạy người nó chim đấy. Thì Phần Tuyến, ở đây có Phần Tuyến mà chúng bám sạm kinh đó, rất là gầy, giống như cái đài kém đưa cái chuyên viên về đấy. Cho nên là vào lớp 3 mà kể cả vào lớp 3 nó hối thôi, nhưng bây giờ cái cánh của buổi trưa nó ra. Mà cô đưa mà Tuyến lên tên là một trạng cái khói dạy cái kéo lên được không? Vâng, Phần Tuyến đâu ạ? Nhưng bây giờ Phần Tuyến đổi mới. Đây. Vâng, bạn hãy lại và dành cho cô giáo mình những người nhớ mình nhất. Vâng, một bộ xương, vâng, không bây giờ thì không rồi. Cả nhà cũng dành cho bà Tuyên dạy thì thành công. Bằng Tuyên đã lên được hơn 20 tỷ rồi. Còn về là mẹ. Thì bây giờ là những người được chủ nhiệm lớp B ở đây có là cái mũi lớn tình cho nên thương được chủ nhiệm lớp B. Thế nên lớp B ấn tượng nhất của lớp B đó là về công tác chủ nhiệm. Cô thường có cái tố cáo chủ nhiệm của cô đó là cô luyện học sinh bằng cái tư giảng. Cho nên cô cho chính là tập sổ. Khóa nào cũng vậy, nếu khóa nào cũng vậy thì là đọc một cái sổ từng chấm điểm cho mình, điểm học và ở những làm bài tập ở nhà này, điểm là tất từ lúc nào từng chấm hết để cuối tuần nữa mình lại. Thế thì cái kỷ niệm là sâu sắc nhất mà đáng nhớ nhất thì rất tiện hôm nay lớp trưởng là Phần Vấn trong đây. Phần Vấn là một lớp trưởng rất là nghiêm túc, rất là nguyên tắc. Thì hôm đó là bạn đỡ cố bằng thế nghĩ rất là khó gỡ. Đó là gì? Đó là bạn Lan Phương. Một bạn học sinh cũng rất là giỏi bắn. Học sinh rồi phải lớp đấy, nhưng mà hôm đó Lan Hương đúng bác này cũng chưa tốt, chưa khỏe, nhưng mà Lan Hương rất là chăm học. Vì chăm học cho nên Lan Hương làm bán cả một tí, đi học. Và bài tập ở nhà thì lại bán cái hôm trước không đi học, cho nên không làm bài tập ở mấy khúc ở nhà. Thế thì đến bây giờ tập mấy khúc ở nhà là Lan Hương bị điểm xấu. Bạn bà bạn tập cái điểm xấu, Lan Hương khóc cũng khúc. Thế là cũng rất khó xử. Và Phần Vấn là tiếc về cứ để Phần Vấn là phải tìm cái điểm xấu ấy. Và cố thì làm thế nào, cố sợ lắm. Lương nào cũng là để cho đảm bảo công bằng. Bây giờ cô huy động trên Bình Thuận và xin lỗi cô được là cô xin cả em là Bình Thương là rất là đàn kém. Vì bạn ổn mà bạn vẫn đi học cho nên ta chấm trước cái điểm làm bài tập ở nhà. Vì không được bạn cũng đi học bên tháo làm bài tập cũng được. Thì còn vẫn là bạn mình là lâm lợi cô. Bạn chạy ra sau là em tả lên trường cho cô. Em tả luôn em không làm nữa. Thế là cô chạy theo ra sau là nói chả kém luôn lên mặt cô được. Tao ra thì Bình Thuận bảo cái đứa này nó nghe. Thế mà lại đến em rất là giỏi, em rất là cục, em rất là nguyên tắc. Là em đang rất chậm Phần Vấn như thế lần này. Nhưng mà thôi, bây giờ cho cô xin em. Xin em đây là để mình viên Phần Vấn. Thật là cô phải xin em là em đừng viên Phần Vấn. Em vẫn làm được tưởng cho cô cái. Để xin em trở lại có mặt tốt được. Đó là rồi mà. Thế là em trở lại là được tưởng đó là biết tôi bây giờ sinh hoạt. Cô đã rất là giỏi, phải được tưởng cô cảm thấy cô thành công. Và cũng có cả em là những em đi theo nghề của cô là vâng, thật tuyệt vời ạ. Đây là một kinh nghiệm cho những người đưa đò tiếp theo. Xin cảm ơn cô rất nhiều những điều chia sẻ. Phải nói bạn có thể ôm cô một cái được rồi. Phải nói là rất tuyệt vời. Có những điều đúng là thực sự là đang hoàn vẹn nguyên trong tất cả chúng ta. Không có gì khác hơn. Xin các bạn một tràng pháo tay nữa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thưa thầy cô, những năm cấp 2 mà đặc biệt là lớp 9 đã bắt đầu tuổi rung rinh học trò với những điều thơ dại. Anh đã yêu em đã xa rồi. Cái bảng hẹn hò chìa tay vẫy mạnh. Anh nhớ quá mà chỉ lo hoài hoài. Không thấy trên sân trường chiếc lá của đầu tiên. Kính thưa quý vị, ngay giờ đây xin mời thầy cô, các bạn cùng đến với những hình ảnh đáng yêu ấy. Xin chào đón trên sân khấu. Một dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón Việt Dũng với ca khúc Phượng Hồng. Chiếc giò xe chờ đầy hoa
bay bay trong cả giấc mơ là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đi lại mang về cánh phượng hồng ngần ngơ mùa hè đến trường gặp nỗi nhớ lên đây và mùa sau biết có và gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay với tình đầu mùa tới nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên chiếc gió xe chờ đầy hoa vườn em chờ mùa hè mùa tôi đi đâu chung vương vi em cầm là tuổi tôi 18 tuổi chẳng ai hay thầm lặng mỗi tình đầu mỗi tình đầu là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn là hoài bay trong cả giấc mơ là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về cánh phượng hồng gần gỡ mùa sau biết khó còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay mới tình đầu mùa tới nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một cả đời thầm lặng đứng lặng em chờ mùa hè đi qua còn tôi đứng lại nắng ngập đường một vạt tóc tuyệt vời, lâu nay thế không biết. Xin cả nhà dành một tràng pháo tay nữa cho Việt Dũng với ca khúc Phượng Hồng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến những ca khúc, vâng, vừa tình yêu và chúng ta quay lại với tình bạn. Và bây giờ, ngay bây giờ, các bạn có thấy có ba phong bì đâu? Điều gì tiếp theo ạ? Vâng, điều tiếp theo là vui chơi có thưởng. Game có tên bạn mình chứ ai? Là trò chơi rất đơn giản là chúng ta nhìn thấy trên màn hình có những bức ảnh ngày xưa của chúng ta. Và ngay bây giờ đề nghị cô nương là sẽ cất những cái bức ảnh mà cô sẽ đầu buổi. Các bạn off điện thoại, tắt điện thoại, bỏ vào túi, không được dở Facebook. Bây giờ chúng ta sẽ xem, chúng ta nhận ra mình, nhận ra bạn mình ở trong những bức ảnh sau đây. Có 3 bức ảnh và có 3 món quà cho ba bạn trả lời đúng sẽ được lên sân khấu để nhận quà. Vâng, xin bộ phận kỹ thuật cho bức ảnh đầu tiên. Các bạn cho biết
Vâng, ba người trong ảnh là ai? Có ai trả lời được không? Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vâng, rất nhiều cánh tay giơ lên. Rồi mời bạn. Ôi, con đầu tiên thôi, con Nam thôi. Mình mời bạn đặt nước đi. Không trả lời ba người. Có ai trả lời được cả ba không ạ? Hết một người cũng được. Vâng. Rồi mời bạn lên sân khấu ạ. Bạn nhìn thấy chưa? Vâng, bạn mình với ai ngày xưa với ai sao bây giờ không nhận ra mình ở trong ảnh nhất đâu đây. Rồi bây giờ thôi được, thôi hỏi từng người một, ba người một phần thưởng. Bạn nào? Rồi mời bạn lên đây, chỉ cần đúng một là được. Mời bạn lên đây. Cả nhà dành cho bạn là đặng hương một tràng pháo tay. Các bạn cho biết gần từ. Chào bạn. Minh Đức rồi, bạn thứ hai. Có lẽ mình rồi, bạn thứ ba. Không biết. Rồi bạn đứng đó, có ai biết hai người còn lại không? À rồi bạn Thùy. Hai bạn sẽ đứng đây. Cái này là nhờ người thân trợ giúp rồi. Nhờ mời bạn, hai bạn còn lại. Rồi bạn nào luôn. Chịu rồi. Rồi mời bạn đến đấy. Hai bạn. Bộ phận cho đáp án. Ai ạ? Hồ Tuyên, Đặng Hương và Tịnh Thúy Hằng. Và như vậy là bạn Thùy không đúng rồi. Bạn Hương đúng một bạn. Bạn nhận quà, bạn đến đấy. Đặng Hương. À rồi hai đứa đứng đó luôn. À, đứa nói trước. Tao nói trước. Ok. Rồi mời bức ảnh tiếp theo. Rồi mời bạn Hải Lý. Mời bạn lên đây. Xin cả nhà cho bạn Hải Lý một tràng pháo tay. Hôm nay có bao nhiêu tất cả các bạn. Đáp án của mình là bạn Cao, bên này là bạn Vấn. Bạn bên này là bạn Hùng Cương. Còn bạn dưới này là bạn bạn Tùy Hướng, à bạn Minh Hướng. Vâng, một tràng pháo tay, vâng. Thúy Vân, Hùng Cương và bé này cần Hương, Mỹ Hương. Xin chúc mừng bạn, trong nước mời bạn lên nhận quà. Và chúng ta sẽ đến với bức ảnh thứ ba. Chúng ta chỉ bao số quà thôi. Rồi ạ, bức ảnh thứ ba. Có ai giơ tay không ạ? Mới chỉ cần đúng một bạn là nhận quà thôi, đơn giản vậy thôi. Ôi trời, nắng quá rồi. Rồi. Chúng ta có 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Không nhận ra mình trong ảnh luôn. Ông vẫn còn một phần quà, chỉ cần một thôi. Ban tổ chức hôm nay lời quá. Rồi, có người đi thi thử tài liệu. Vâng. Mọi người. Một thời. Rồi, bạn nào trả lời ạ? Rồi, mời bạn. Gặp thầy cô và các bạn, mình học ngân ở khóa 8 thì có hai bạn. Đó là bạn
Tân Lán Hướng và bàn Hoa Hướng. Không biết là có đúng ảnh không? Đó là bàn Tân Hướng. Vâng, đó là một đáp án chính xác và cho đáp án này. Đang xin một tràng pháo tay cho bạn. Vâng, đáp án của chúng ta là Hồng Cẩm, Mai Liên và Trần Hương. Vâng, mời ba bạn lên nhận quà, bạn ở lại. Bạn Đặng Hương và bạn Hải Lý sẽ lên nhận quà. Và phần quà của các bạn sẽ đọc luôn ở trên sân khấu. Xin cả nhà một tràng pháo tay cho ba phần quà bất ngờ dành cho các bạn. Mời bạn chọn phần quà của mình. Đây, tên bạn mở môi, mời bạn. Nào. Chúc mừng bạn, phần thưởng của bạn là bạn được mời 1 đến 2 hoặc cả 3 người trong ảnh do bạn trả tiền lên sân khấu thực hiện một yêu cầu do bạn quyết định, kể chuyện, đọc thơ, hát múa hoặc một hành động kỳ quặc bất kỳ. Bây giờ mình đã có phát hiện ba bạn nữa, đó là bạn Vân. Thì bạn Vân hôm nay đã vắng mặt, bạn Hùng Cương cũng vắng mặt và bạn Mỹ Hương. Mời bạn Mỹ Hương có nickname là Tuệ Hương. Vì là cái yêu cầu này là do mình quyết định nên là mình hành động kỳ quặc có lẽ thôi các bạn này. Đọc thơ, hát múa, hát có lẽ cùng thôi vì mình thừa biết là bạn Hương cái năng kiểu của bạn Hương nên là có lẽ là sẽ đọc thơ một bài thơ hoặc là có thể là hát. Bạn Hương là từ sáng tác rất là nhiều bài thơ nên là có lẽ là trong dịp này thì cả hội khóa chúng ta người thầy cô và các bạn sẽ cùng thưởng thức. Mình cảm thấy rất là xúc động, em cảm thấy rất là xúc động khi được ngồi ở đấy, được gặp các thầy cô và tất cả các bạn chứ. Và cô đang phải làm theo cái yêu cầu của bạn Lý và sự sắp xếp rất là tuyệt vời của bạn Duy. Chắc là mình sẽ đọc một bài thơ của mình cho nó tình cảm. Bài Mái Bàn Đi Rồi. Mai bạn đi rồi, con đường nhỏ chênh vênh, nắng rưng rưng nghiêng mình như có lỗi. Mai bạn đi rồi, cơn mưa chiều đến vội, bỗng ngẩn ngơ như thiếu một cái gì. Mai bạn đi rồi, còn nhớ những mùa thi, ba đứa mình với những gì đẹp nhất. Kỷ niệm ngày xưa vỡ òa trong mắt, rưng rưng nỗi buồn không tên. Mai bạn đi rồi, còn nỗi nhớ dịu êm, những dấu yêu một thời tôi gửi vào trang viết. Những vu vơ một thời đi về miền ký ức hóa thành cổ tích tuổi xưa. Thôi chắc là mình xin. Vâng, rất tuyệt vời, bạn đã thực hiện tốt phần thưởng của bạn Hải Lý. Rất tuyệt vời, hai bạn lên tấu. Rồi, mời bạn đọc cái phần thưởng của mình. Phần thưởng của bạn là bạn được hoặc phải gọi một người mà bạn yêu thích năm xưa và bây giờ lên sân khấu ốm, đọc tay hoặc nắm tay bạn. Khác giới nha. Phần thưởng này đọc cho kỹ nha, tôi mở đóng quạt khác giới đấy. Năm xưa và bây giờ. Năm xưa hoặc bây giờ. Bây giờ tôi nhìn thích mình cũng được. Đây là phần thưởng, một phần thưởng có vẻ là khá lớn. Nhưng mà đấy chỉ có lớn 1 bàn. Đúng rồi. Thực thì là rất là ấn tượng về khóa mình, bởi vì là chỉ có 2 lớp. Và các bạn nam thì rất là tính ngực, thông minh. Và hầu như là mình học lực B thì cũng hơi là trầm tính. Thường chơi với các bạn nữ, nhưng mà trong lòng thì mình rất là ngưỡng mộ các bạn nam. Để mà nói là phải gọi một người thì hơi khó xử cho mình quá. Cho nên là thôi mình xin phép được gọi tên bạn. Được chưa? Em đi, em xin vợ em rồi. Trước khi em đọc phần thưởng của em thì em cũng muốn nói một lời cảm ơn đến các thầy các cô ạ. Vì thật ra là cái khoảng thời gian cấp 2 là khoảng thời gian học sinh và đẹp nhất của em. Cấp 3 về đại học thì em hơi sóng gió một chút nên là em chỉ nhớ đến cấp 2 thôi. Và đặc biệt là cái năm của quan chủ nhiệm, thật sự là em rất là quỳnh hô quang ạ. Xin cho bạn một tràng tay. Rồi, mới đọc phần thưởng của mình.
Anh đã đọc giúp cho nó nguy hiểm. Phần thưởng của bạn là bạn được cạnh ngang phải gọi hai người mà bạn cho là ngày xưa có tình ý với nhau có mặt ở đây nắm tay nhau lên sân khấu để chụp ảnh với bạn, đồng thời yêu cầu một trong hai người này xác nhận điều đó có đúng hay không. Được không ạ? Các bạn, phần thưởng này tốt quá không ạ? Thực ra là như thế này, chúng ta ở trở lại đây thì hình như là không có cái cặp đôi nào trong lớp để hình thành được cả trong khóa. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ còn là bạn bè. Tại sao Duy Anh lấy tên bạn mình chứ ai, nó có hai ý nghĩa. Một là tất cả những người trong bức ảnh là bạn mình, tất cả là bạn chúng ta, không ai khác. Và bây giờ lên sân khấu có nắm tay, có ôm hôn như Duy Anh lúc nãy thì cũng là bạn mình chứ ai. Và tối nay gala thì cũng bạn mình chứ ai. Cho nên các anh chị cứ tự nhiên bạn mình chứ ai. Thế nào, xin tặng cái tay cho bạn mình chứ ai. Và mời bạn thực hiện gọi hai người mà bạn ngày xưa có tình yêu với nhau cùng nắm tay nhau lên sân khấu chụp ảnh với bạn, đồng thời yêu cầu một trong hai người đó xác nhận rằng điều đó có thật hay không. Mời bạn. Khi đây thì cũng như lúc nãy và lần này lúc nãy Thế Bảo có nhắc nhở là cái tuổi cấp 2 thì chắc là chưa đến tuổi yêu đâu. Cái này là do một cái cảm nhận mình thấy các bạn rất là thân với nhau, hay đi với nhau và cảm giác là các bạn rất là giúp đỡ và đi với nhau trong học tập ấy. Thì đúng rồi bạn nhìn chưa? Còn cái việc còn lại là việc của các bạn nhé. Câu hỏi viết đứng dậy với anh đã đọc rất là rõ ràng thôi ạ. Cả nhà có đồng ý là những người vào đền phải lên phải thực hiện không? Đúng rồi, phải thế. Bạn lên chưa? Cứ gọi bạn gọi, quyền của bạn chụp ảnh với bạn. Mình không được. Mình xin phép gọi bạn Nguyễn Thế Thắng ạ. Một idol của chơi cấp 2 gần một tỷ trường. Bạn Trường Giang thì mình lên. Xin mời bạn Nguyễn Thế Thắng ạ. Mọi người tiếp theo để hai người cùng nắm tay nhau lên sân khấu. Một bạn thực sự là cùng mình có trải qua với bạn thời gian cấp 3 với bạn rất là quý mến bạn, và mình nghĩ là cái thời điểm cấp 2 các bạn có những cái nắm rất là đẹp với nhau. Mình mời bạn Thu Giang ạ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta chào đón lên hậu trường cô dâu Thu Giang của chú rể Thế Thắng cùng dắt nhau tiến về hôn trường. Lời đầu tiên các em xin được gửi lời chúc sức khỏe tới các thầy, các cô và toàn thể các bạn khóa 9599 có mặt tại buổi trường ngày hôm nay. Hôm nay thì như lúc nãy thì là các bạn có nói là có như hôm nay là chúng ta trong nhà. Và mình không có phản tạo cái thông tin này đúng không ạ? mình phải chuẩn hóa cái việc đó đúng không ạ? Còn về cái phần thưởng nhỉ, đúng là nhỉ? Phần thưởng của bạn Đặng Hương khi mà gọi đến những người mà nhóm ấy chỉ là ăn cơm và có ngủ chung thôi. Thời đấy thì có cả bạn Hạnh và bạn Minh Đức thì cũng thường xuyên, thì phải nói là bạn Đặng Hương là có cái nhìn rất là tinh tế. Thì để em xin trả lời thế mà. Thực ra là tao chầu cháu hoang mang luôn. Rồi cả nhà dành cho ba bạn chúng ta một tràng pháo tay. Như vậy điều đó là xác thực. Ban tổ chức quyết định điều đó ngày xưa có. Vâng, lớp A có hoặc không thôi. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa rồi đã đến một cái game rất vui để chia sẻ, để nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Một điều để mọi người thư giãn một tí. Và đó là bạn mình chia. Vậy thì thầy mình như thế nào? Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu, chào đón trên sân khấu sự xuất hiện của thầy giáo Nguyễn Văn Tân. Dành một tràng pháo tay thật đặc biệt chào đón trên sân khấu thầy giáo Nguyễn Văn Tân. Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, cuộc hội ngộ lần này thật đầy vô cùng hèn hẹn sung sướng.
nói một câu ngắn gọn, các em rất tình cảm và rất trí tuệ. Các thầy mong những lần sau được gặp lại các em một lần nữa trong đời của mình. Thầy viết cái ca khúc hát dưới mái trường quê hương lúc các em là ra trường vào năm 2003-2004. Và các em ngồi ở đây có lẽ chưa nghe bao giờ. Bây giờ thầy thế nào? Quê hương em miền biển, sao anh lại đến về mảnh đất tay thương, về đường tuyến vất vả. Em ở đồng bằng đó, sao gặp tình lên đây, cho thêm phân cách trở đèo và dốc. Khi nắng hương ơi, về thành phương ta về trường chuyên, như những cánh chim bay về tổ ấm, về thành chân ta về với trường chuyên, để cùng với nhân dân xây tầng cao ơi, để ta thoa nhìn đi những nhà tranh bánh đất kia có mơ xuân chào với biết bao tự hào, cùng nhau ta ước mong xanh chất nước để cùng qua xa giữa ngôi trường quê hương, bao nhiêu năm cùng với nhau một mái trường ở mảnh đất Thanh Chương, ở trường chuyên bóng kỷ niệm, nhớ những ngày vừa đến xa nhà nhớ quê hương, đêm năm trăm năm đi chờ lại còn nhớ thương ai, khi trong đêm khi ngắm cảnh gặp nhau đây ở dưới mái trường chuyên, thì chứng tương lai giấy niềm hạnh phúc, cùng anh em ta đoàn kết cùng nhau để cùng với nhân dân xây tầm cao mới, để chắc cánh tương lai cho tuổi trẻ trường ta. Niềm vui bao la được đặt chuẩn quốc gia, tay cùng nhau hát giữa mái trường quê hương. Vâng, xin cảm ơn thầy và cả nhà, thì mình dành cho thầy một tràng pháo tay nữa. Vâng, ngoài chuyện dạy văn thầy cũng bây giờ có thể gọi thầy là nhạc sĩ được rồi. Ngày xưa thì chúng ta cũng không biết điều này, chứ cả nhà mà đọc thanh nhẹ nhàng. Vâng, và cũng thầy mình với ai thì chúng ta, như anh cũng đã thấy rồi, và chúng ta dành một tràng pháo tay cho sự có mặt của thầy giáo Nguyễn Chí Hà, thầy giáo về nghề toán ngày xưa. Lớp 6 thì chúng ta lại học môn hình như môn kỹ thuật. Nên là dành một tràng pháo tay cho thầy nhé, sự có mặt ngày hôm nay. Và kính thưa thầy cô, thưa các bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc Về dưới mái trường xưa. Và hôm nay về dưới mái trường xưa với mong muốn tri ân và để lại một kỷ niệm với trường cũ nhân dịp hồi khóa 20 năm, khóa 1995-1999 có món quà nhỏ là một bộ máy tính và máy in tặng cho trường trung học cơ sở Tung Lâm Huyền, tức là trường năng khiếu chúng ta. Ngay ở đây xin trân trọng mời lên sân khấu thầy giáo Lê Văn Đệ, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên sân khấu đại diện cho nhà trường nhận món quà. Và xin trân trọng mời bạn Trần Đình Tâm sẽ thay mặt cho khóa lên trao một biểu trưng tượng trưng. Máy tính thì chúng ta đã lắp rồi, và xin bạn Trần Đình Tâm sẽ lên trao tặng biểu trưng phần quà. Xin mời thầy lên đây. Xin cảm ơn bạn Trần Đình Tâm và xin cảm ơn thầy Lê Văn Đệ, và xin thầy nán lại sân khấu để bọn em muốn hỏi đôi điều. Thưa thầy, hôm nay
thầy thấy thì thầy sẽ cho mọi người ở đây được biết là ở máy trường Tôn Công Thiền thì đúng là khác tên rồi. Vậy thì khác gì so với là cách đây 20 năm của chúng em? Kính thưa các thầy giáo cô giáo, thưa tất cả các bạn, có lẽ là cho phép mình gọi như vậy. Hôm nay với vai trò hôm nay đứng đấy thì với khóa học 95-99 mình xem như là một người em, bởi vì mình học được các bạn đến 10 năm của mình giờ cái mái trường này, và cũng cái tên gọi lúc đấy vẫn là trường Năng Khiếu. Và trường trung học cơ sở Tôn Công Thiền thì mới được đổi tên sau này do những cái biến động của lịch sử, cái sự phát triển của giáo dục. Có thể nói rằng là về mặt bản chất á, thì giữa trường trung học cơ sở Tôn Công Thiền và trường trung học và trường Năng Khiếu ngày xưa các bạn học cũng có gì là thay đổi. Nhưng mà thay đổi có chăng chỉ là những cái thay đổi mà ngày hôm nay sau 20 năm trở lại các bạn sẽ thấy bùi ngùi, bởi vì những cái phường, những cái đá ngày xưa các bạn bây giờ chắc cũng còn nữa, bởi vì đó là sự phát triển của nhà trường trong cái thời gian dài 20 năm. Còn hôm nay thì trước hết chiều hôm qua mình đã đến đây một lần để xem ban tổ chức của khóa 95-99 tổ chức như thế nào rồi. Và hôm qua đến thì chỉ mới thấy cái rạp thôi, và nó chỉ là một cái rạp. Còn ngày hôm nay mình đến đây thì nó không phải một cái rạp nữa, mà là một cái ngôi nhà thực sự. Đó là ngôi nhà của các bạn sau 20 năm chúng ta trở về, với bao nhiêu những cái kỷ niệm vô về trong các bạn, và các bạn đã đem lại cho các thầy giáo cô giáo cũ của mình những tình cảm tròn vẹn, những cái nỗi niềm sâu lắng mà tất cả chúng ta đều có thể cứa nước mắt. Cuối cùng mình xin chúc tất cả các bạn sức khỏe và đi tới tận cùng của niềm đam mê. Xin cảm ơn các bạn. Và hôm nay thì xin thay mặt cho nhà trường cũng xin lỗi các bạn là thầy giáo hiệu trưởng hiện tại là thầy Nguyễn Thanh Nguyên đang có một chuyến công tác ở Hà Nội. Do vậy mà xin đại diện đến nhà trường, các thầy giáo cô giáo và tất cả các học sinh của trường trung học cơ sở Tôn Đức Việt hôm nay, xin cảm ơn các bạn đã gửi đến nhà trường những món quà, và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới vẫn nhận được sự ủng hộ của những học cựu học sinh của chúng ta cả về mặt trí tuệ, tinh thần, tình cảm và kỷ niệm đam mê gửi gắm cho nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn tất cả. Vâng, xin cảm ơn thầy giáo Lương Vệ và chúc cho trường tiếp tục phát triển, có nhiều học sinh hơn nữa, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, cho đất nước. Vâng, xin cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, thưa các thầy cô, các bạn thân mến, chúng ta về với Thanh Chương, về với mái trường Năng Khiếu cũng là về với quê hương, với quê hương ở nơi chúng ta neo đậu. Và ngay bây giờ tiết mục văn nghệ được chuẩn bị rất công phu, ca sĩ tập ở Hà Nội, đội múa tập ở Thanh Chương, clip minh họa làm ở Vinh. Kính thưa quý vị, chào đón trên sân khấu Minh Đức với ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên, bài hát có tựa đề Neo Đậu Bến Quê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tuy nhiên chúng ta hãy nhen cho mình thêm một ngọn lửa nữa ở trong tim để chương trình chúng ta còn đang tiếp tục. Trong buổi hôm nay thì thầy Tân ngoài biểu diễn một cái ca khúc do thầy tự sáng tác thì thầy cũng đã làm thêm một bài thơ, và chúng ta mời lên sân khấu bạn Vân Anh sẽ đọc bài thơ của thầy Tân. Thưa tất cả các thầy cô, thưa tất cả các bạn, cách đây 20 năm tình cảm của thầy cô dành cho chúng mình đã thật đong đầy, và tình cảm đó đến hôm nay sau 20 năm vẫn đang còn vẹn nguyên. Và tình cảm đó đã được thầy Tân gửi gắm vào bài thơ Đứa con tinh thần của mình vào chiều hôm qua. Và đứa con tinh thần này thầy tặng riêng cho khóa chúng mình. Và điều đặc biệt thứ hai nữa là thầy chưa đặt tên cho đứa con này. Và sau khi các bạn nghe xong, chúng ta hãy đặt cho nó một cái tên thật nghĩa là tên của chúng ta, đứa con của chúng ta. Xin tân trọng cảm ơn thầy. Sau đây mình kính
dự được thầy ủy quyền. Thật sự là rất là xúc động, vui mừng gặp lại các em. Các em thành đạt tuyệt vời tinh anh, mỗi em một kiểu trưởng thành, mỗi em một cách vinh danh cho mình. Về đây vì nặng nghĩa tình, nghĩa thầy tình bạn. Một thời mộng mơ, một thời áo trắng ngây thơ, một thời hờn giận u mơ, một thời có gì đẹp nhất trên đời, nghĩa thầy tình bạn sáng ngời dài lâu. Dù đi nơi đâu, chân trời góc bể rừng sâu cũng về. Về thăm lớp cũ trường xưa, ai còn ai mất, ai vừa đi xa. Về thăm hàng vườn cây đa, vế đàn rào nhạc ngân nga suốt ngày. Hân hoan tay nắm chặt tay, chúc nhau chén rượu cho say tình người. Đẹp sao khi các em cười, trong ngày hồi khóa cuộc đời. Hôm nay trên cả tuyệt vời, thầy trò gặp mặt không rời nhau xa. Cô thầy ôm nhớ bỏ qua, các em trao tặng món quà tình thương. Các em luôn nhớ thăm trường, trường xưa thầy cũ mong chờ gặp nhau. Vâng, đó chính là bài thơ của thầy Tân. Và bạn nào đã nghĩ cho bài thơ của riêng khóa chúng mình một cái tên chưa? Theo mình thì mình xin phép có nghĩa cách đây 19 năm chúng ta đã có một chương trình một thời và mãi mãi. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay lại, theo mình thì chúng ta sẽ lấy tên là cho bài thơ một thời và mãi mãi. Cả nhà đồng ý không ạ? Thưa thầy Ngô, thưa các bạn thân mến, Trường Giang là một giọng ca có thể là nổi tiếng của khóa. Rất nhiều thầy cô và bạn bè cũng muốn được nghe lại riêng giọng hát này, dù Trường Giang đã lên sân khấu buổi sáng hôm nay. Trong không khí tuyệt vời hôm nay, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa quý vị, thưa thầy cô, thưa các bạn, dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón Trường Giang với ca khúc Nếu Phải Xa Nhau. Em xin một lần nữa gửi lời chào tất cả thầy cô, tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì em không thể giấu được cái cảm xúc của mình, và kể cả các bạn cũng vậy. Chúng mình cảm thấy hôm nay là một ngày rất tuyệt vời. Thì ngày hôm nay em về lại đây gặp lại những bạn cũ. Thì một lần nữa em xin được gửi tới tất cả các thầy cô một lời chúc sức khỏe, và chúc cho tất cả các bạn chúng ta quay về đây thường xuyên, và chúng ta lại có những ngày hồi tụ như thế này. Và sau đây thì em xin gửi tới một ca khúc. Ca khúc này với tiêu đề Nếu Phải Xa Nhau.
Xin tạm biệt.